Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ review với các bạn một cái chiếc CB1000R phiên bản mới ha các bạn. Đây là một cái phiên bản nâng cấp đời 2021. Mà khi mà chúng ta nhìn từ phía trước thì các bạn có thể là dễ dàng nhận biết cái phiên bản mới thông qua cái phần đầu đèn được thiết kế hình móng ngựa thay vì hình tròn giống như cái phiên bản cũ ha. Ngoài ra thì chiếc xe này cũng được thay đổi rất là nhiều cái chi tiết, và cái điểm mình thấy rất là thích ở cái phiên bản mới đó chính là cái phần yên của người ngồi lái. Cái yên người ngồi sau cũng đã được làm thon gọn, và cái yên người ngồi lái của cái phiên bản này cực kỳ thông minh và ok. Họ đã làm hai bên nhỏ lại một tí xíu. Chiều cao của xe thì nó vẫn giữ nguyên so với cái bản cũ, nhưng mà do thiết kế gọn gàng hơn giúp cho mình có thể là chống chân thoải mái hơn so với cái phiên bản cũ rất là nhiều ha các bạn. Phần da yên của cái yên sau và cái yên trước thì được làm nhám các bạn, giúp cho mình đi trời mưa mà nếu như mà mình mặc quần áo mưa nó sẽ không có bị trượt mình về phía sau hoặc về phía trước khi mà mình phanh gấp rất là khó chịu. Thì cái phần yên này nó làm nhám, cho nên nếu như mà đi sình lầy mà nó bám thì chúng ta sẽ khó mà vệ sinh, nhưng mà được cái là ngồi nó không có bị trơn trượt ha các bạn. Phiên bản xe CB1000 mới mình đang quay cho các bạn là nó có cái màu nhám. Bạn chủ xe đã dán BBFM đó. Còn nguyên bản của nó thì ở đây nó có một cái đường người ta cắt ở cái đường giữa này, chắc là do nó bị không có dán được cái G này hay sao á, người ta cắt một đoạn nè. Thì cái màu xe nguyên bản nó trong sẽ là màu kim tuyến nhám bạc ha các bạn. Logo Honda nhìn rất là đẹp. Các bạn thấy cái đèn xi nhan nó đang chớp chớp thì thật sự là mình đang để cái chế độ quay là Full HD 60 khung hình một giây, cho nên là cái phần đèn xi nhan các bạn thấy nó chớp chớp, chứ thật sự ở ngoài là đèn nó đang đứng đèn ha các bạn, nó không có bị chớp như vậy đâu. Về cái phần mà trang bị an toàn heo trước và heo sau thì vẫn như cái phiên bản cũ, không có cái sự thay đổi nhiều. Về phần máy thì cũng y chang luôn các bạn. Chiếc CB1000R này là chưa có được ốp máy. Còn cái chiếc của mình ngày xưa là mình ốp máy và gắn cái chống đổ Evotech y chang xe của bạn luôn. Xe này thì vẫn còn đi cổ và bô-zin ha các bạn. Một điểm nâng cấp đáng chú ý nữa đó chính là cái phần mà đồng hồ. Đồng hồ chính này là đồng hồ màu ha các bạn. Nó rất là đẹp với những cái cải tiến tùy chỉnh ở bên trong. Có thể là chỉnh được nhiều kiểu đồng hồ giống như chiếc Tiger 900 của mình luôn. Cái phiên bản cũ thì chúng ta không có thay đổi được cái chế độ đồng hồ. Ở trên cầm tay lái ở bên tay trái của xe cũng đã được thay đổi rất là nhiều với những cái tính năng tốt hơn so với cái mẫu cũ. Đó chính là chúng ta có thể là bắt xin ở trên cái nút này, trong khi cái phiên bản cũ thì bắt xin nó sẽ nằm ở trên cái ngón tay cái này bạn, rất là khó chịu ha. Ở đây chúng ta sẽ có một nút bắt xin, nút đèn pha rất là tuyệt vời ha. Tuy nhiên thì nó đã không có cái nút mà tắt chỉnh traction control giống như cái phiên bản cũ, thì nó sẽ nằm ở vị trí phía trước tay này đó. Ở đây thì chúng ta có nút điều hướng bốn hướng ha các bạn, qua lại trái phải nè, lên và xuống, nút chỉnh mod kèn, nút đèn cảnh báo nguy hiểm xi nhan nó sẽ đặt ở phía dưới này, và đây là cái nút mà xác nhận thì chúng ta sẽ giữ nguyên, thì chúng ta sẽ chỉnh những cái chế độ. Về cái phần mà tay lái thì lúc nãy mình có ngồi thử thì cái phiên bản mới này á nó làm hơi hấp tí xíu so với cái đời cũ, cho nên cái dáng người của mình hơi chồm về phía trước. Về cái cảm giác mà khi mà chạy xe á, thì mình ngồi lên mình có thể cảm giác nó giống như cái đời cũ, chỉ có cái là nó hơi chồm về phía trước để cho cái dáng người của mình á, khi mà chạy tốc độ cao thì nó sẽ ok hơn. Bình dầu thì nó vẫn y như vậy ha bạn, tay con tay phanh thì cũng vẫn không có gì thay đổi. Ở bên phần tay phanh thì chúng ta sẽ có cái núm vặn để chỉnh cái độ xa gần, giúp cho nó phù hợp với lại cái khoảng cách tay của các bạn. Ở bên tay con thì không có cái núm tăng chỉnh, mình sẽ thử bóp con. Con của xe này thì nó cũng tương đối nặng nhưng mà phản hồi rất là tốt. Xe thì còn mới các bạn, chỉ đi mới có mấy trăm cây số thôi, cho nên là hầu như tay con tay phanh thì nó vẫn rất là ok. Sau cái khoảng thời gian sử dụng thì cái này mình phải vô dầu mỡ thì bóp nó mới đều tay được, còn nếu không các bạn sẽ nghe nó hơi rít rít đó.
Tuy nhiên thì xe này còn rất là mới. Trên cái chân phuộc thì chúng ta sẽ có những cái phần chỉnh phuộc giống như cái phiên bản cũ thôi. Chỉnh hai bên ha các bạn. Chỉnh hai bên. Phần bánh sau gấp xe thì gần như là tương tự với là cái mẫu cũ các bạn, chỉ có một vài điểm thay đổi nhẹ thôi. Và cái mà thay đổi nhiều nhất ở cái phần dàn chân phía sau đó chính là cái dè che bùm. Dè che bùm của cái mẫu cũ các bạn thì nó làm lớn, bản rộng hơn so với là cái dè che bùm của cái bản mới này. Bản mới làm chỉ họ chỉ che đúng khoảng giữa thôi. Tại vì khi mà chạy thì sình lầy nó khoảng giữa là nhiều, chứ nó không cần phải che ra tới hai bên mép thôi các bạn. Đang trong mùa mưa cho nên là bạn đi sình lầy nó dăng dơ, thì sẵn thì chúng ta sẽ thấy được cái độ dơ của cái chiếc xe này khi mà đi trời mưa nó như thế nào. Thì theo như mình đánh giá thì nó cũng chỉ dơ ở dưới phần gầm thôi, chứ cũng không có dăng ra hai bên quá nhiều. Phần trục bánh xe, mâm xe thì cũng khác rồi nè. Mâm xe được làm khác so với cái mẫu cũ ha các bạn. Nhìn nó thiết kế gọn hơn, nó không có bề hế giống như cái phiên bản cũ. Về cái phần phuộc sau thì nó vẫn tương tự như cái mẫu cũ thôi. Chúng ta sẽ có cái phần chỉnh phuộc tải trọng của cái phuộc ở phía tay của mình chỉ nè. Và một cái phần chỉnh cái độ nén của dầu phuộc thì sẽ sử dụng con vít dẹp để chỉnh. Và cái bình nước làm mát thì nó vẫn ở cái vị trí này. Theo như mình đánh giá thì cái phần bình nước làm mát ở vị trí này thì nó không có được ok cho lắm. Xe của mình ngày xưa hai nước làm mát rất là cực. Về tổng thể của xe khi mà mình nhìn ở bên ngoài thì mình sẽ thấy xe nó gọn gàng và nó khỏe khoắn hơn so với cái phiên bản cũ, bởi cái thiết kế cái phần yên xe. Đấy, bình xăng thì vẫn gần như tương tự thôi, không có gì thay đổi quá nhiều ha. Bánh trước thì cái thông số nó vẫn như là cái phiên bản cũ luôn các bạn, không có sự thay đổi quá nhiều, 120/70 ZR17 ha. Nhưng mà cái cam thì theo mình, như mình đánh giá thì cái cam làm nó không có được đẹp lắm, và khi mà mình vệ sinh mình rửa thì nó cũng hơi khó. Heo dầu hai bên, hai con heo dầu là Tokiko ha các bạn. Heo dầu 4 bít tông, mỗi một con heo là 4 bít tông. Đĩa đôi. Vỏ xe của chúng ta là vỏ zin ha các bạn. Chủ xe chưa hai vỏ luôn. Và cái đường vân vỏ thì nhìn nó rất đẹp, vân sấm sét. Nhìn cái vân này thì mình nghi ngờ đây là đúng rồi, Pirelli các bạn, Pirelli ha. Nhìn cái vân sấm sét này rất là quen thuộc luôn. Và chiếc xe này đã được trang bị một cái cặp vỏ Pirelli khi mà lấy xe ra từ hãng. Chúng ta sẽ đỡ tiền phải hai vỏ. Phần đèn trước thì chúng ta sẽ có một cái dãy dummy chạy dọc theo cái đèn. Sử dụng công nghệ LED, full LED ha các bạn. Ban ngày thì nó sẽ sáng cái đèn này, còn đèn pha thì mình nghĩ nó sẽ nằm ở phía dưới ha. Đèn xi nhan vẫn là full LED và đúng một kiểu cũ chưa có thay đổi. Và cái đèn xi nhan mình sẽ tắt đồng hồ và mở lại cho các bạn xem ha, coi là nó có cái gì hay. Khi mà mình mở lên thì nó sẽ hiện cái chữ CB1000R và nó lên cái màn hình liền. Nhưng mà khi tắt nha, nè tắt nè, nó sẽ hiện cái logo của Honda và xong rồi nó mới tắt các bạn. Ok, mình sẽ mở lại và đi sâu vào những cái chức năng ở bên trong của cái chiếc xe. Đây là phần đồng hồ thì chúng ta sẽ có những cái thông số nè. Về cái kiểu mà bố trí đồng hồ thì mình thấy nó cũng giống như cái phiên bản cũ ha. Ở phía góc bên tay phải phía trên thì nó sẽ có cái nhiệt độ nè. Báo có chống nè. Báo xăng, báo số, km trên 1 lít. Đây chúng ta sẽ có chip A, chip B. Ví dụ như mà chip A, chip B á, các bạn reset cái chip B đi, thì khi mà các bạn chạy á, thì ở bên đây nè, nó sẽ theo cái chip B. Nghĩa là ví dụ như đoạn đường mình chia ra làm hai phần đi, phần A, phần B. Thì khi mà các bạn muốn đo cái phần A là từ cái điểm nhà mình cho tới cái vị trí A đi, là mình bấm bên chip A đó thì nó sẽ đo cái lượng tiêu hao nhiên liệu của phần mình mới vừa đi. Xong mình vô mình đổ xăng tiếp, mình reset chip B thì bắt đầu nó sẽ đo từ cái vị trí A đó đi tới vị trí B.
là nó sẽ bao nhiêu. Chúng ta sẽ chia là làm hai phần để canh. Ví dụ như đoạn đường đó là nó đèo dốc hay gì đó thì mình có thể là xem thử là giữa chip A là đi đường trường, chip B là lên đèo dốc, thì nó sẽ có sự khác biệt ha. Và một cái điểm rất là hay trên cái phiên bản này đó, chúng ta có cái phần báo von của bình ắc quy. Chúng ta không cần phải cắm thiết bị riêng ở ngoài để mình coi được cái von, mà nó sẽ trực tiếp hiển thị trên cái đồng hồ của mình luôn. Rất là dễ quan sát khi mà mình muốn theo dõi cái tình trạng điện của bình ắc quy của mình ha. Đây là số km của bạn là đi được 712 cây. Và góc bên tay phải phía dưới nó có cái logo CB1000R. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái phần mod này đó. Khi mà bấm mod thì nó sẽ chạy Sport nè, 1 nè, Tadden, Standard. Đó là những cái mod chạy ha các bạn. Còn ba cái ô nhỏ nhỏ này thì có cái nè, Power nè, Traction Control nè, rồi phanh động cơ cũng y chang phiên bản cũ luôn. Thì cái này, cái Sport này thì nó sẽ mặc định. Còn ví dụ như chúng ta đổi qua cái User này thì các bạn có thể là tùy chỉnh. Ví dụ như User này các bạn cần phanh động cơ nhiều thì các bạn chỉnh full giống vậy. Còn nếu như mà các bạn muốn là chạy xe nó bốc, các bạn hãy tắt cái Traction Control nè, giảm cái phanh động cơ này xuống thì các bạn chạy xe nó sẽ bốc hơn rất là nhiều ha. Có phanh động cơ thì chạy xe cảm giác là nó hơi bị ghì. Đó, máy nó không có hót máy hết. Vòng tua máy điện tử. Và xe này có thể là đổi được cái kiểu đồng hồ ha. Thì nó sẽ hiện cái khu vực này. Vậy là chúng ta gạt cái nút này qua trái giữ một tí xíu các bạn. Dạ, thì nó rồi. Sẽ vô cái phần setting của xe. Rồi vô tới đây là làm sao chỉnh đồng hồ nữa. Dạ, vô tới đây thì nó sẽ có hai phần. Một cái là anh chỉnh bên này. Nếu mà anh bấm vô đây một lần á thì anh sẽ chỉnh vô đây. Nhưng bấm mà ra. Chỉnh display thì đó, anh xuống display. Rồi xong rồi đồng hồ đúng không? Kéo qua. Rồi kéo qua. Rồi, display type. Rồi vô tới đây thì chúng ta sẽ có bốn cái kiểu đồng hồ nè các bạn. Kiểu thứ nhất nè là nó sẽ có cái phần báo xăng ở phía trên nè, báo km giờ to nè, cái dòng tua thì nó sẽ làm nhỏ. Cái style 2 là nó sẽ báo km cũng to và cái dòng tua thì nó làm cái khoảng cách là hai đơn vị. Style 3 nè, 4 nè. Thì hình như em đang đi cái 4 đúng không? Dạ đúng rồi, em đang đi cái số 4. Khi mà mình chọn về mình đâu có cần phải bấm gì, mình bấm ra thôi là khi được. Mình chọn về là mình ấn giữ ra, ấn giữ nút ra. Rồi, mình giữ nút ra. Đó. Rồi, ok. Vậy là mình muốn setting đó là mình sẽ vô đây. Thì vô trong setting này thì nó sẽ có rất là nhiều cái tùy chỉnh cho mình. Nếu như mà các bạn mới lần đầu tiên mà chạy những cái dòng xe mà có những cái chỉnh này thì nó hơi bị rối đúng không? Nhưng mà mình đi quen rồi thì mình thấy là nó cũng cơ bản thôi. Đó, nó có những cái phần như chỉnh ngày giờ nè, chỉnh ngôn ngữ nè, rồi kết nối Bluetooth. Xe này có kết nối Bluetooth luôn. Dạ đúng rồi. Xe này có kết nối Bluetooth luôn nha các bạn. Đó là một trong những cái cải tiến rất là hay. Mình không cần phải bỏ tiền để mua cái phần mềm đâu đúng không? Dạ không. Tức là cái xe nó có sẵn, bạn chỉ cần cài app về và kết nối với cái xe thôi. Trong khi ở bên Charm thì chúng ta phải mua cái phần mềm thì mới kết nối được ha. Ví dụ như Trident 660 nè. Đó là những cái điểm rất là hay của cái phần đồng hồ xe của bạn ha. Thì ở bên cùm bên tay phải thì chúng ta sẽ có nút tắt mở động cơ như cũ rồi, không có gì thay đổi nhiều. Nhưng mà cái cùm bên tay trái thì đã có nhiều sự thay đổi. Đó. Về cái tiếng bô với tiếng máy thì mình nghĩ là xe zin thì các bạn chắc cũng xem ở trên mạng rất là nhiều rồi, cho nên là chắc mình không có cần phải nổ máy đâu ha. Và clip của mình quay nổ máy xe này cũng nhiều luôn. Chỉ có những cái điểm mà thay đổi trên xe thì mình quay cho các bạn xem thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi xa ra để cho các bạn xem tổng thể của chiếc xe một lần nữa. Bạn nào mà đang quan tâm về cái mẫu xe này thì cứ tới những cái đại lý của Honda để xem xe. Mình nghĩ là các bạn sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản của Việt Nam bán thì không được trang bị quick ship ha các bạn. Không có trang bị quick ship 2 chiều. Cái này chúng ta có thể là trang bị thêm và sẽ tốn một khoản chi phí kha khá khoảng 10 triệu để gắn quick ship 2 chiều cho nó. Với những cái dòng xe này thì mình vẫn thích xài quick ship hơn. Bây giờ thì xe của bạn đang để số 1 ha. Mình sẽ về N và nổ máy lên để xem thử cái vòng tua nó chạy như thế nào.
và cái Ủa khi mà mình muốn đổi mod á thì mình tắt máy mới đổi mod được hả? Cái này là lộn. À nãy anh bấm lộn nút trên. Đây, nếu như mà các bạn muốn đi cái xe dặn ga cho nó đó, dặn nhẹ cái lên nhanh á thì bạn chuyển qua chế độ sport. Thì cái chế độ này á trên cái chiếc Tiger 900 của mình á là để dành đi những cái cung đường đèo á. Nó là ai vậy đó? Thì chạy nó sẽ rất là bốc, nhưng mà đường trường thì mình sẽ chuyển qua chế độ là road. Còn cái chiếc xe, những cái dòng xe này á thì sport á là sẽ đi đường trường chạy nó bốc đó. Dặn cái là nó lên liền các bạn. Cái phản hồi tay ga nó rất là nhanh và các bạn nghe cái tiếng máy nó cực kỳ lực luôn nha. Còn nếu mà đi bình thường á, cho nhiều điều kiện sử dụng như đi trong phố thì các bạn sẽ chỉnh về cái lambda này đó, các bạn sẽ nghe nó dịu hơn, nó nhẹ hơn. Tiếng máy theo như mình đánh giá thì nó êm hơn so với cái xe cũ của mình. Xe của bạn còn mới mà tiếng máy rất là êm. Chắc có lẽ là do là đi bô-zin và cổ-zin các bạn, cho nên là máy nó êm lắm. Thật sự nếu như mà giao thông của Việt Nam mình mà đường nó hóng á thì mình để bô-zin và bầu-zin như thế này là chạy cái xe nó rất là đã. Mình sẽ không cần phải canh chỉnh gì hết á, mà nhà máy họ đã canh chỉnh rồi thì chạy xe nó cực kỳ là mượt mà luôn. Còn nếu khi mà mình đã thay đổi cái ống xả rồi thì chạy xe nó sẽ khác. Ví dụ như có nhiều khi vẫn thích, nhưng mà có nhiều chiếc đó là hai bô với hai cổ vô chạy rất là khó chịu. Hồi đó là mình đã có hai cái bộ Acabovic với lại là bô cho chiếc xe này rồi, nhưng mà thật sự mình nói là nghe bô nó không có đã, nó không có quá to, nó không có gây cho mình cái cảm giác là hứng thú. Chủ yếu là nó to hơn chút xíu để cho những cái người đi đường xung quanh đó họ biết là có xe phân khối lớn chạy tới thôi. Chứ thật sự là nó sẽ không có cái lực máy, nó không có ra mạnh giống như là những cái dòng xe khác. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip review chiếc CB1000R 2021.